Tối qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm chúc Tết giáo sư Phù Lương, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương gửi lời chúc mừng năm mới đến linh mục, cả vị chức sắc trong ban quản sứ cùng toàn thể giáo dân giáo sứ Phù Lương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để giáo sứ Phù Lương hoạt động theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn cả vị chức sắc trong ban quản sứ và bà con giáo dân phát huy hơn nữa tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào cùng đồng hành với tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương.